Xin chào, chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Vidia Shop. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các anh em một dàn karaoke thuộc phân khúc cao cấp, thiết bị chính hãng, âm thanh chất lượng, kết hợp nhiều tính năng hiện đại mà giá cả lại cực tốt. Nếu các anh em đang tìm kiếm một dàn âm thanh karaoke nào như thế để đáp ứng ngay nhu cầu của bản thân và gia đình, hay các anh em kinh doanh quán karaoke chuyên nghiệp đang tìm kiếm một dàn âm thanh hiện đại, chất âm ngầu, chất đúng gu và theo xu thế để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tìm một dàn như thế đã khó, kiếm được giá hời lại khó hơn, với một địa chỉ uy tín lại khó gấp nhiều lần. Việc gì khó đã có Vidia lo, dàn karaoke Vidia 7X 2019 sẽ giải quyết tất cả những vấn đề của các anh em, một sự lựa chọn tối ưu trong phân khúc sản phẩm cao cấp. Chỉ với một vài thiết bị đơn giản như sau: đầu karaoke Okara H20, Man E3 TX6400, bộ kiểm soát nguồn BF Audio BF10 Plus, Mixer E3 K9800, Micro Karaoke E3 V660, loa karaoke BF Audio OK11 Pro, loa sub E3 115. Dàn được phối ghép chuẩn nhất, hay nhất và có khả năng chống hú tốt nhất, lên đến 100% so với những dàn cùng tầm giá 70 cũ hoặc với các thiết bị tự phối ghép với nhau. Kiểu dáng thanh lịch, thiết kế chuyên nghiệp cùng với sự gọn nhẹ và tiện lợi của các thiết bị phù hợp với quán karaoke kinh doanh. Công nghệ digital mang đến chất lượng âm thanh hoàn hảo, vừa feel được với những dòng nhạc trữ tình sâu lắng, vừa quẩy hết mình với những bản nhạc dance sôi động, chiều lòng khách hàng với đủ mọi thể loại nhạc. Đầu karaoke online Okara H20 tích hợp màn hình cảm ứng điện dung giúp khách hàng chọn bài hát nhanh và nhạy hơn, dùng được trong môi trường nhiều loại ánh sáng. Sở hữu công nghệ Đức, Man E3 TX6400 cho chất bass cực chắc khỏe, tiếng trung chi tiết và tiếng treble sáng nhưng không chói, hạn chế tình trạng lấn âm trong trường hợp tăng âm lượng đột ngột. Mixer E3 K9800 được đánh giá cực cao về công nghệ chống hú mới, lọc âm chuyên nghiệp với 20 tham số band equalizer cho chất âm hay, chống nhiễu, chống lẫn tạp âm. Sự kết hợp hoàn hảo giữa loa BF Audio UK11 Pro và sub E3 SU115 mang đến chất âm dày và sâu, chất âm nội lực giúp âm thanh ra ấm áp và mềm mại hơn, độ phủ âm rộng và sống động hơn, lan tỏa mọi ngóc ngách của phòng. Khả năng lọc tiếng ồn từ môi trường bên ngoài của micro E3 V660 cũng rất đáng nể. Chất âm trong trẻo chính là điểm khiến micro chinh phục được mọi đối tượng khách hàng khó tính nhất. Bộ kiểm soát nguồn BF Audio BF10 Plus giúp ổn định nguồn điện, chức năng chống sét và tự động ngắt nguồn khi có sự cố về điện xảy ra, giúp kéo dài tuổi thọ cho các thiết bị karaoke. Đặc biệt, phụ kiện dây nối theo dàn đều là hàng chất lượng. Với giá 74.868.000, các anh em đã sở hữu ngay dàn âm thanh cực kỳ chất lượng, cho phù hợp với các phòng hát kinh doanh. Bên cạnh đó, Vidia Shop còn dành tặng các anh em những phần quà vô cùng hấp dẫn, bao gồm tặng full dây loa Monster, dây AV xịn, dây Canon xịn, dây HDMI xịn trị giá 2.800.000, bảo hành tận nơi 12 kỳ trị giá 1.200.000, tặng giá treo hoặc chân loa trị giá 800.000, tặng cùng loa trị giá 200.000, tặng chân đế micro trị giá 500.000, tặng sách hướng dẫn cân chỉnh âm thanh trị giá 300.000. Ngoài những phần quà hấp dẫn trên, Vidia tặng một gói lắp đặt 500.000 và bao cân chỉnh một tuần miễn phí, tặng một tủ jack trị giá 2.800.000. Hãy để lại số điện thoại bên dưới, sẽ có nhân viên gọi lại và tư vấn cho các anh em, hoặc gọi đến số hotline 0902 799 186 để được hỗ trợ nhé. Và đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Vidia nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong các video tiếp theo.